Sáng nay, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Nghĩa Dũng và các nhà hảo tâm đã đến thăm tặng quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn đã trao tặng 210 triệu đồng cho học sinh và giáo viên, nhân viên tại trung tâm và tặng một tivi cùng quà Tết cho 140 học sinh đang theo học tại trung tâm. Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập do bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và điều hành từ năm 2014 đến nay. Năm học 2022-2023, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn có 134 học viên. Các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, học văn hóa, học nghề hoàn toàn miễn phí. Học viên bán trú được ăn một bữa trưa và bữa xế. Học viên nội trú được cung cấp ít nhất 3 bữa ăn mỗi ngày, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, được kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. Hàng năm, trung tâm đều tổ chức khen thưởng thành tích học tập và tặng quà cho các em vào dịp lễ Tết.